Tại diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-ASEAN diễn ra tại Singapore, ban tổ chức đã công bố 100 thương hiệu Việt Nam và ASEAN đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh ASEAN 2024. Tại diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam ASEAN diễn ra tại Singapore, công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinet vinh dự được trao giải thương hiệu mạnh ASEAN 2024. Năm 2021, sản phẩm của công ty đã chứng nhận SCS về an ninh chuỗi cung ứng và chính thức có mặt trong hệ thống của tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ là Walmart và Amazon, khẳng định năng lực doanh nghiệp với doanh thu tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Nam Việt sở hữu 6 nhà máy sản xuất các dòng sản phẩm nước ép trái cây nguyên chất, thức uống dinh dưỡng, các sản phẩm sữa có nguồn gốc thực vật và nhà máy thứ sáu sản xuất các loại sữa bột, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng cùng 3 thương hiệu Vinus, Zozo Navi và Joy được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.